Chiều nay, ngày 14 tháng 9 năm 2017, sau nhiều giờ đánh vật với vách đá treo leo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã đưa được thi thể anh Võ Văn Tạo, 37 tuổi, từ vực sâu lên bờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Tạo ra khu vực này ngồi một mình. Đây là một mỏ đá đã ngừng khai thác ở xã Hóa An, thành phố Biên Hòa. Đến khoảng 9 giờ sáng, người dân không thấy anh Tạo ngồi trên bờ nữa nên chạy ra xem thì phát hiện anh Tạo nằm bất động bên dưới vách đá, cách miệng mỏ đá gần 80 mét. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để xử lý vụ việc. Do địa hình vách đá dốc thẳng đứng, phía dưới là một hồ nước rộng nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Cảnh sát đã phải thả dây cáp, đu theo vách đá treo leo để tiếp cận thi thể nạn nhân. Đồng thời, một số cán bộ chiến sĩ dùng xuồng bơi qua hồ nước sâu để hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.